Xin chào tất cả các anh chị. Đây là một cái video cũ của chủ cây cũ, quay lại cái video cái cây năm cánh trắng minh vũ này. Thì em đã lấy lại cái cây mà chủ sở hữu đang quay. Thì cái cây này nó là một cái cây năm cánh trắng minh vũ. Thì nó khác với cái cây minh vũ, nó có hai tên, đó chính là năm cánh trắng minh vũ 1 và minh vũ 2. Thì cái cây minh vũ 2 là cái cây mắt hồng, mắt to và cái cây bị ám. Và cái cây đó thì nó cũng gọi là minh vũ, nhưng cái cây đó là thân nó có châm tím khi nuôi nắng. Và có năm thì nở là năm cánh trắng và năm cánh tím. À, năm cánh trắng hoặc là năm cánh ám hồng. Nhưng còn cái cây năm cánh trắng minh vũ này thì nó chỉ có một cây năm cánh trắng minh vũ thôi. Là cái cây mắt đậm này, là cây năm cánh trắng minh vũ. Thì mọi người cùng tìm hiểu thêm và biết để chúng ta cùng biết rõ hơn chính xác cái cây năm cánh trắng minh vũ nó là cây mắt đậm. Thì em có hình ảnh rất là rõ ràng ở trên web của em đầy đủ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người.